Xin chào tất cả quý anh chị. Với những cái phân khúc nhà giá rẻ thì hôm nay Lộc Nguyễn tiếp tục để gửi đến cho quý anh chị một cái căn nhà cực kỳ rẻ luôn nha quý anh chị. Và căn nhà này rất là đáng để cho quý anh chị tham quan, với cái diện tích là ngang 4 dài 8, nằm trong một cái khu dân cư gọi là khu dân cư Đặng Quỳnh ha. Khu dân cư Đặng Quỳnh thì nó sẽ có công viên, có trường học, có tất cả những cái tiện ích cho chúng ta sử dụng, có lòng đường, có lề đường nha quý anh chị. Và căn nhà hôm nay với cái diện tích là ngang 4 dài 8 mét, nó chỉ cách ngã ba Tân Kim đó quý anh chị, chỉ tầm khoảng 700 mét thôi. Thì từ vị trí nhà quý anh chị di chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh theo trục đường quốc lộ 50 là ngay chỗ bến xe buýt quận 8 đó quý anh chị, chỉ tầm khoảng 10 km thôi, rất là gần luôn quý anh chị ơi. Thì căn nhà này rất là đáng để cho quý anh chị sở hữu với một cái mức giá cực kỳ rẻ luôn. Giá này là Lộc Nguyễn chưa từng thấy luôn quý anh chị đó, nên quý anh chị hãy cùng theo chân Lộc, Lộc Nguyễn sẽ báo giá ở cuối video cho quý anh chị ha. Với mặt diện hình mái bằng nào quý anh chị, ở phía bên ngoài trên lầu á, thì chị chủ á, cũng đã làm cho quý anh chị một cái khu vực tường rào trắng, nhìn rất là chắc chắn luôn ha quý anh chị. Tuy nhiên thì cái khu vực xung quanh chúng ta, khu vực rất là an ninh và dân cư á, thì sống rất là vui vẻ luôn. Ở ngoài mặt diện phía bên ngoài nè, tường đã được ốp gạch khá là cao nè, đó cảm giác được cái sự kiên cố và chắc chắn của căn nhà này ha quý anh chị. Thì phía mặt diện bên ngoài thì khi mà đi vào bên trong khu vực phòng khách thì sẽ qua một cái lớp cửa bốn cánh nè, cửa nhôm kính cường lực và với cái tông màu xám ha. Ở đây thì chị chủ cũng rất là chu đáo và dán cho quý anh chị những cái giấy chống nắng ha, với những cái hình lá cây nhìn rất là đẹp không quý anh chị. Đi vào bên trong khu vực phòng khách nè, một cái diện tích mà ngang 4 dài 8 mà có khu vực phòng khách, có khu vực bếp cũng như là toilet thì rất là đầy đủ luôn. Cái nhà này thì Lộc thấy rất là phù hợp cho những gia đình vừa mới ra riêng ha, với một cái mức lương công nhân tầm khoảng 5 triệu đến 10 triệu là chúng ta đã thể sở hữu cái căn nhà này rồi đó. Thì xung quanh nhà chúng ta có đến 7 khu công nghiệp luôn nha quý anh chị, khu nghiệp Kiuna nè, khu công nghiệp Đặng Quỳnh, khu công nghiệp Phương Lưu, Chinh Lưu, nên quý anh chị nào mà mua căn nhà này đầu tư cho thuê thì cũng rất là hợp lý luôn. Với căn nhà này thì chúng ta cho thuê tầm 3 triệu đến 3 triệu rưỡi một tháng nha đó. Còn những quý anh chị nào ở thì cũng rất là phù hợp cho những gia đình có 4 thành viên, hai vợ chồng hai đứa con ở thì rất là hợp lý ha. Bên nhà đất Lộc Nguyễn á, thì sẽ có bộ phận thiết kế nội thất cho quý anh chị luôn nha. Khi mà quý anh chị sở hữu căn nhà này thì bên Lộc sẽ tặng cho quý anh chị một cái bản vẽ nội thất Doni đóng dài cho quý anh chị từ khu vực phòng khách cho đến khu vực phòng ngủ luôn ha. Rồi, nhìn lên trần là một cái trần vượt cấp với những cái hệ thống đèn LED giúp cung cấp đầy đủ ánh sáng cho khu vực phòng khách của chúng ta. Ở đây thì quý anh chị để một cái bộ ghế sofa thì nhìn căn nhà của chúng ta sẽ rất là khác luôn nha quý anh chị. Hoặc là quý anh chị dán những cái giấy dán tường làm cho cái khu vực nhà chúng ta thêm phần sinh động hơn nha. Rồi, đi xuống khu vực bếp nào quý anh chị ơi. Một cái khu vực phòng bếp với đầy đủ tất cả các công năng, làm cho mình là tủ bếp trên và tủ bếp dưới nè, có rất là nhiều tủ cho quý chị tha hồ để đồ ha, đó nhìn rất là thích ha. Và đây là tường đã được ốp lên khá là cao, và ngăn cách giữa khu vực bếp và khu vực phòng khách thì sẽ có một khu vực bậc tam cấp nè. Ở đây thì chúng ta có thể là trưng bày những cái vật phẩm và lưu niệm, hoặc là những cái bình hoa giả hoặc là hoa thiệt tùy theo ý thích của chúng ta ha, đó để lên đây thì phải nói rất là đẹp luôn. Mỗi căn nhà thì quý anh chị sẽ trang trí theo từng gia chủ, thì quý anh chị về quý anh chị hãy decor lại theo cái ý của chúng ta thì căn nhà của chúng ta sẽ nhìn rất là đẹp và ấm cúng hơn nha quý anh chị. Ở khu vực phía dưới cầu thang nè thì sẽ có ống nước vào và ống nước ra ha, phía trên thì có ổ cắm điện cho sẵn cho quý anh chị rồi. Về đây thì chúng ta để cái vị trí máy giặt ở đây thì cũng rất là hợp lý ha quý anh chị. Và khu vực cầu thang đi lên nè, tay vịn được thiết kế bằng gỗ căm xe, và các bậc cầu thang đi lên thì đã đều ốp gạch hết cho quý anh chị rồi, nên quý anh chị đi sẽ rất là mát chân hơn nha quý anh chị. Tiếp theo thì Lộc Nguyễn mời quý anh chị di chuyển vào khu vực phòng vệ sinh. Khu vực phòng vệ sinh này nó khá là rộng nè quý anh chị, ở phía trên tường thì đã được ốp gạch tầm khoảng 2 mét cho quý anh chị ha. Và ở đây á, cái lavabo nó lắp sẵn cho quý anh chị một cái kính sẵn nè, rồi bồn cầu vòi sen, phía dưới thì là gạch chống trơn trượt cho quý anh chị đầy đủ hết rồi. Về cái nhà này chúng ta chỉ cần dọn quần áo vào và ở thôi quý anh chị ơi, với một cái mức giá cực kỳ là rẻ luôn, thì nó chỉ tầm hơn 800 triệu chút xíu thôi. Thì quý anh chị hãy cùng đi lên trên lầu 1 chúng ta tham quan các căn phòng ngủ phía trên, và là xuống một lát Lộc sẽ báo giá ở cuối video cho quý anh chị ha.
Rồi, chúng ta tiếp tục di chuyển lên trên ạ. Ở cái khu vực cầu thang của quý anh chị thì nó sẽ có một cái đèn chiếu sáng như thế này để nó cung cấp ánh sáng cho khu vực cầu thang của chúng ta lúc nào cũng sáng sủa hơn nha. Trên lầu 1 á, thì sẽ có hai phòng ngủ để Lộc Nguyễn bật đèn lên cho sáng nha quý anh chị. Và đây là căn phòng ngủ, nó hướng ra phía ban công nha. Căn phòng ngủ này nó rộng tầm khoảng 25 mét vuông nha quý anh chị. Ở đây thì có một cái tủ bên tay phải nè. Thì tủ này sẽ tặng lại cho quý anh chị khi mà quý anh chị sở hữu cái căn nhà mới này ha. Phía trên trần là trần dược cấp với cái tông màu xám, nhìn rất là phù hợp với cái màu nhà của chúng ta ha quý anh chị. Bên tay phải của Lộc thì nó sẽ có một cái cửa sổ cũng như là một cái cửa chính ha. Nó sẽ hướng ra phía ban công nè. Một cái ban công khá là rộng. Ở dưới sàn á, chủ bên Lộc á đã ốp những cái sàn chống trơn trượt cho quý anh chị rồi. Và phía ngoài có sẵn một cái vòi nước cho quý anh chị sử dụng ở cái khu vực này luôn ha. Đó, tường rào thì khá là chắc chắn, đã khùm bao lại hết cho quý anh chị rồi. Nên sẽ rất là an toàn nha quý anh chị. Rồi tiếp theo thì Lộc Nguyễn sẽ di chuyển ra khu vực phòng ngủ thứ hai. Căn phòng ngủ thứ hai này á, Lộc thấy cũng rộng tầm khoảng 15 mét vuông á quý anh chị. Nó sẽ có một cái cửa sổ phía bên tay phải nè, cũng như là những cái ô để cho quý anh chị lấy sáng ha. Mỗi khu vực phòng của chúng ta thì đều có những cái đèn chiếu sáng như thế này để làm cho khu vực phòng ngủ của chúng ta lúc nào cũng sáng sủa nha quý anh chị. Thì hiện tại á, khu vực nhà của chúng ta gần đến 7 khu công nghiệp luôn, nên với một cái mức giá rất là thấp như thế này thì quý anh chị cũng có thể là sở hữu để đầu tư kinh doanh cho thuê thì cũng rất là hợp lý ha quý anh chị. Khu vực cửa sổ là cửa lùa ha, giúp tiết kiệm phần diện tích. Còn cửa phòng ngủ chúng ta là cửa làm bằng chất liệu là cửa gỗ. Tiếp theo thì Lộc Nguyễn mời quý anh chị di chuyển xuống tầng trệt, Lộc Nguyễn sẽ báo giá đủ cho quý anh chị nha. Vừa rồi thì quý anh chị và cô bác đã tham quan hết căn nhà của chúng ta rồi. Quý anh chị thấy căn nhà của chúng ta như thế nào ạ? Chứ riêng Lộc thì thấy rất là thích, cũng như là một cái căn nhà mà có đầy đủ tất cả những cái công năng cho một gia đình hai vợ chồng hai đứa con ở thì rất là hợp lý luôn quý anh chị. Với một cái mức giá tổng cho quý anh chị sở hữu cái căn nhà này á thì có 860 triệu thôi. Và cái giá này chúng ta thương lượng với chính chủ khi mà quý anh chị đi xuống xem thực tế mà ưng cái thiết kế nhà cũng như là ưng vị trí rồi thì Lộc Nguyễn cho quý anh chị làm việc với chính chị chủ luôn nha. Đó, chị chủ của chúng ta rất là cũng đang thiện chí cần bán căn nhà này thì có nhà ý là gửi cho Lộc bán hồi sáng này á, thì tầm chiều thì Lộc cũng vội đi quay cho chị để quý anh chị nào mà hữu duyên thì xem được căn nhà này thì hẹn cho Lộc Nguyễn để đặt lịch chúng ta đi tham quan căn nhà này thực tế nha quý anh chị. Thì cũng xin chúc cho tất cả quý anh chị sớm tìm được cho mình những cái căn nhà thật là ưng ý, đúng theo tài chính cũng như là đúng theo nhu cầu quý anh chị ha. Và bên Lộc review nhà là giá thật nhà thật, nên quý anh chị yên tâm về một cái mức giá rất là sát so với thị trường luôn ha quý anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau.